Chào mừng các em học sinh đã đến với phần hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa học lớp 9. Cô là Thùy Dương, giáo viên của học 247. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm các cái bài tập thuộc bài 2, một số oxit quan trọng. Bài tập số 1. Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy sau đây? A. Hai chất rắn màu trắng là CO và Na2O. B. Hai chất khí không màu là CO2 và O2. Viết các phương trình hóa học. Ở đây cô lồng hai bài này vô vì hai bài này nó nhận biết theo cái bước giống như nhau. Để nhận biết CO và Na2O á, thì các em sẽ lấy mỗi chất rắn này, chất rắn màu trắng vào trong một cái cốc đựng nước và các em khuấy lên. Khuấy đến khi nào á, mà các em thấy cái chất rắn này nó tan hết và nó không thể hòa tan được nữa, tức là nó đã bão hòa. Các em học trong chương trình lớp 8 các em biết rồi. Vậy thì chúng ta sẽ lọc để thu lấy hai cái dung dịch. Hai dung dịch này nó sẽ là hai dung dịch COH 2 lần và NaOH. Và lúc này mình dẫn khí CO2. Mình dẫn khí CO2 vào trong cái dung dịch mà mình vừa mới pha lúc nãy á. Thì cái dung dịch nào á mà các em thấy nó xuất hiện cái tủa, tức là làm vận đục á, thì chúng ta kết luận dung dịch đó chính là dung dịch COH 2 lần. Vậy thì nếu mà đã biết được cái dung dịch đó là dung dịch COH 2 lần thì suy ra cái chất rắn mà chúng ta dùng để pha dung dịch đó nó chính là CO, và cái mà không xuất hiện cái tủa khi mà sục khí CO2 á thì chúng ta suy ra được cái chất rắn ban đầu mà chúng ta dùng để pha dung dịch chính là Na2O. Vậy thì đây chính là cái cách mà chúng ta phân biệt được CO và Na2O. Còn đối với B, ý B, hai chất khí không màu là CO2 và O2 thì các em chỉ làm cho cô bước thứ hai thôi. Tức là các em sẽ dẫn khí CO2 vào trong dung dịch COH 2 lần, các em lấy từ ý trên xuống là các em đã có sẵn dung dịch COH 2 lần rồi đúng không? Xác định được nó là COH 2 lần luôn. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ sục hai cái khí không màu vào hai cái ống nghiệm có chứa dung dịch COH 2 lần. Và cái khí nào mà khi sục vào á, mà thấy xuất hiện kết tủa và dung dịch bị vận đục á, thì các em kết luận cái khí sục vào đó là CO2. Còn cái khí sục vào mà không gây hiện tượng gì đó chính là khí oxy. Và cô gộp cả hai ý A và ý B lại thì cô có các cái phương trình hóa học như sau: Na2O cộng H2O tạo được NaOH, CO cộng H2O tạo được COH 2 lần, NaOH cộng CO2 tạo được Na2CO3 cộng nước, COH 2 lần cộng CO2 tạo thành CaCO3 cộng H2O. Cái Na2CO3 này á nó tan trong nước, do đó nó kem chẳng nhìn thấy cái hiện tượng gì hết đâu. Còn đối với CaCO3 thì nó lại là một cái kết tủa không tan trong nước, và cái kết tủa thì nó có màu trắng. Chính cái kết tủa này nó làm cho dung dịch bị vận đục, và dựa vào cái hiện tượng vận đục đó thì kem sẽ kết luận được các cái điều như trên. Bài tập số 2. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học: A nhỏ CO và CaCO3, tức là vôi sống và đá vôi; B CO và MgO, viết phương trình hóa học. Ở A thì mình đã có là hai chất rắn màu trắng đúng không, cả hai chất rắn đều màu trắng. Vậy bây giờ các em lấy mỗi chất cho vào trong ống nghiệm hoặc là cho vào cốc mà có chứa sẵn nước ạ. Các em thấy ống nghiệm nào mà thấy chất rắn tan ra và nóng lên thì cái chất cho vào đó chính là CO, là vôi sống. Còn ở ống nghiệm mà các em thấy chất rắn nó không tan và nó cũng chẳng có nóng lên, nó chỉ hơi ấm ấm ở bên ngoài cái ống nghiệm bằng thủy tinh thôi, chứng tỏ là phản ứng có tại nhiệt thôi, đã có phản ứng xảy ra. Như vậy chất cho vào là CaCO3. CO cộng H2O tạo thành COH 2 lần, đây là một phản ứng tọa nhiệt nên nó làm cho cái cốc mà chứa nước nó nóng lên và chất rắn này nó tan ra tạo thành dung dịch bao nhiêu mạnh. Còn CaCO3 thì không,
chúng ta đã phân biệt được vôi sống CO và đá vôi CaCO3. Ở câu B, chúng ta cần phân biệt CO và MgO. Em biết CO chính là oxit của kim loại mạnh, kim loại Ca, có khả năng tan trong nước. Còn MgO là oxit của kim loại magie, nó không tan trong nước, nó không phản ứng với nước luôn. Vậy thì mình sẽ thực hiện thí nghiệm y như câu A thôi. Mình cũng lấy một chất một ít cho vào trong cái cốc mà chứa sẵn nước. Và nếu em thấy cái chất nào mà nó tan ra và nó làm cho cái bình thủy tinh á, ống nghiệm hoặc là cốc thủy tinh nóng lên, thì tức là CaO là cũng do cái phương trình này gây ra, chính là phương trình CaO cộng H2O tạo được CaO hai lần. Còn đối với MgO không có hiện tượng gì hết thì kem suy lược nó chính là MgO. Thế nào? Bài tập số 3. 200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5m, hòa tan vừa hết 20g hỗn hợp 2 oxit là CO và Fe2O3. A. Viết các phương trình hóa học. B. Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu. Số mol HCl tham gia phản ứng thì các em biết rồi, ở đây mình có CM, mình có thể tích là V. Vậy thì dựa vào công thức CM N trên V, chúng ta kết luận được số mol HCl bằng CM nhân V. CM ở đây là 3,5V, thì từ ml đổi về lít chia cho 1000. Vậy thì 200 chia cho 1000 nhân với 3,5 bằng 0,7 mol. Cô gọi X và Y lần lượt là số mol của CuO và Fe2O3. Nói như vậy tức là X chính là số mol của CuO, còn Y là số mol của Fe2O3. Rồi mình biết được phương trình hóa học như sau. CuO cộng HCl tạo được CuCl2 cộng H2O. Fe2O3 cộng HCl tạo được FeCl3 cộng H2O. Vậy chỗ này cô có là X, chỗ này là Y, vậy cô suy được số mol của HCl đúng không nào? Kem cũng có thể viết hai dòng là theo giả thiết 1 mol CuO phản ứng hết 2 mol HCl. Ở theo đề bài có X mol CuO, kem lấy X này nhân 2 chia 1 bằng 2X. Kem có thể viết như vậy, mà cô viết này cho nó ngắn gọn. Kem cứ lấy Y nhân với cái hệ số trên chia ngang thôi nhá. Y nhân 6 chia 1 bằng 6Y. Cô nhắc lại số mol của CuO đây là X mol, số mol của Fe2O3 đây là Y mol. Mà cô có tổng số mol của HCl đây là bằng 0,7. Vậy cô sẽ lấy 2X này cộng với 6Y này bằng 0,7 mol. Cô có phương trình đầu tiên. Đề bài cho mình là hòa tan vừa hết 20g hỗn hợp. Vậy thì mình sẽ có khối lượng của mình có số mol của CuO, có số mol của Fe2O3 rồi. Thì mình nhân với M lớn lên thì mình sẽ được khối lượng. Vậy cô có 80x cộng 160y bằng 20. 20 đây là 20g đó nha. 80 là M lớn của CuO, 160 là M lớn của Fe2O3. Vậy ta có được một cái hệ phương trình hai ẩn. Bấm máy tính thì các em sẽ giải ra được giá trị x bằng 0,05 và y bằng 0,1 mol. Lúc này mình tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu. M thì bằng N nhân M lớn. Vậy cô lấy X là số mol CuO này, 0,05 nhân cho 80 bằng 4g. Khối lượng của Fe2O3 thì các em có thể lấy 20 này trừ đi khối lượng CuO là 4, nó cũng bằng 16g. Hoặc là các em lấy số mol của Fe2O3 nhân với M lớn, ở đây là 0,1 nhân 160 cũng bằng 16g. Bài tập số 4. Biết 2,24 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch BaOH 2 lần, sản phẩm là BaCO3 và nước. A. Viết phương trình hóa học. B. Tính nồng độ mol của dung dịch BaOH 2 lần đã dùng. C. Tính khối lượng chất kết tủa thu được. Đầu tiên cô sẽ đổi về số mol. Số mol khí CO2 cô có thể tích là 2,24. N bằng V chia 22,4, 2,24 chia 22,4 lệch nhau một số phẩy, mà hai số này giống y chang nhau thì nó sẽ có được là 0,1 mol.
Phương trình phản ứng là CO2 cộng BaOH2 lần. Sản phẩm đề bài nói luôn là cho BaCO3 và nước thì các em cứ yên tâm với phương trình BaCO3 và nước ha. Tại vì tùy thuộc vào tỷ lệ thì CO2 phản ứng với BaOH2 lần nó sẽ tạo được muối trung hòa hoặc là muối axit tùy theo tỷ lệ. Nhưng mà nếu đề bài đã cho mình luôn là sản phẩm là như thế này rồi thì mình cứ như vậy mình viết phương trình thôi. Dựa vào cái phương trình phản ứng cô viết ở phía trên á, thì chúng ta nhận thấy là số mol của BaOH2 lần bằng số mol của CO2 đúng không? Mà số mol của CO2 bằng 0,1 mol. Vì tỷ lệ phản ứng là cứ 1 mol CO2 thì phản ứng hết 1 mol BaOH2 lần. Như vậy thì số mol CO2 0,1 thì bên này cũng là 0,1. Mình có số mol thì mình tính nồng độ bằng công thức Cm bằng N trên V. N bằng 0,1 này, V bằng 200 ml, 200 ml đổi về lít là 0,2. Ta lấy 200 chia cho 1000, 1000 là có gì? Lấy 200 chia cho 1000, 0,2. Vậy thì mình lấy 0,1 chứ 0,2 bằng 0,5 mol trên lít. Câu C cũng dựa vào phương trình phản ứng ta có số mol của kết tủa BaCO3 bằng số mol của CO2 đúng không? Nếu các em học chương trình lớn hơn thì cái này người ta sử dụng phương pháp tạo toàn nguyên tố carbon á. Là đây chúng ta dựa thẳng vào phương trình, các em thấy tỷ lệ phương trình là 1:1 thì số mol của BaCO3 sẽ bằng số mol của CO2 và bằng 0,1 mol. Vậy mình có số mol rồi, mình tính khối lượng kết tụ bằng công thức M bằng N nhân M lớn. Số mol đây bằng 0,1, M lớn bằng 197. Bari là 137, carbon 12, oxy 16, vậy là bằng 197. Vậy thì nhân 0,1 mình dời đi một dấu phẩy là được 19,7 nha. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe phần sửa bài tập hôm nay của cô. Tôi hy vọng gặp lại các em ở những cái buổi học tiếp theo và chúc các em đạt được nhiều kết quả tốt trong cái kỳ thi sắp tới. Xin chào. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.